Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện, motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn cái bộ khung treo dành cho các bạn thích chuyển những cái xe hai bánh của mình thành xe ba bánh. Bộ đầu đằng trước. Cái bộ khung treo này thì trục của nó là trục trước của nó là trục 17 mm, cái trục này là trục 17 này. Các bạn về lắp vào bánh nào thì lắp, hoặc là có thể tiện trục nhỏ lại lắp vào thành trục 12 đối với những cái bánh xe phổ thông bình thường. Cái bộ khung này thì nó khá là hẹp cho nên là có thể sử dụng vào những cái xe hai bánh như các bạn thường hay xem trên mạng đấy. Đây là bộ khung để ngỏ thôi, về mình có thể sử dụng vào gắn lên xe nào cũng được, thì hàn vào thêm cái khung vào nó. Cái kích thước cơ bản của nó thì như sau. Chiều rộng của cái khung này tính cả trục, tức là phủ ngoài trục đấy, từ đầu bên này qua đầu bên kia là 70 cm. Còn đo phía bên từ mép này sang mép bên kia là 55 cm. Chiều cao là 60. Thank you.